là em nó đoạn dài mét và dài jumbo champion jumbo no kosai koso và đoạt á hộ 2 của kích thước lớn nhất over 80 onzaben koso ZNA onzaben koso. Chỉ tiếc một điều là em nó được anh Tojaro nuôi dưỡng trong hồ Kohaku. Chính vì vậy việc điều chỉnh pH cho Sumi em nó hoàn thiện là một cái điều không thực hiện được. Nếu em nó được nuôi trong một hồ chỉ có Showa và Sanke thì có lẽ giờ này Sumi của em nó đã lên cực kỳ đẹp. Nhưng không vấn đề, bởi em nó còn rất non. Với kích thước 94-95cm, các bạn quan sát khuôn mặt của em nó thấy rất là baby. Đây là một cái điều cũng hiếm có. Và đó cũng là cái quan điểm lựa chọn cá của mình. Khổng luôn đi với trẻ. Vì việc lựa chọn một cô trẻ có khuôn mặt baby sẽ làm cho người chơi có cái thời gian thụ hưởng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các em nó dài hơn. Nếu ta lựa coi khủng mà lựa những coi già thì sẽ rút ngắn cái thời gian chơi của chúng ta lại. Benny tuyệt vời.